của xe rách, động cơ cầu số quay suy nhu nhân lãng. Hiện tại chúng tôi đang đi trên đường Võng Nguyên Giáp thuộc địa bàn tỉnh Đồng Nai. Tốc độ bây giờ là cũng rất cao, tốc độ bây giờ là gần 80 km/h và nó tài chạy với tốc độ rất nhanh. Đấy, thì hiện tại với tốc độ này thì chiếc xe hoạt động rất ổn định nha các bạn, động cơ rất êm ái. Đây là chúng tôi vượt qua những chiếc xe bán tải với tốc độ rất nhanh. Đây, chúng ta xem lại cái vô lăng cũng như là cái bảng đồng hồ hiển thị các thông tin. Đây, tốc độ hiện tại và tiếp theo chúng ta sẽ phỏng vấn sơ đường anh Bác Tài xem thử cái chiếc xe này anh lái có ok không nha các bạn. Bác Tài ơi, bác cho em phỏng vấn tí này. Anh thấy là trên cái đoạn đường từ ở trên kia xuống đây thì từ thành phố Hồ Chí Minh đến đây thì anh thấy cái chiếc xe này hoạt động như thế nào anh? Nói chung là ok á. Dạ, anh nói chiếc xe này nó chạy với những tốc độ cả 80 rồi xe nó có ổn định không anh? Được. Ok. Được, anh. Dạ. Anh lái tay lái rồi nó có đầm không anh? Động cơ nổ có êm ấy. Nói chung là tay lái đầm, động cơ nổ thì nói chung là cái không phải nè, là nó không im mà là cái bô nó nằm gần với mình quá. À vậy ha, cái bô nó nằm gần à. Theo bác là bữa sau, nên để cái bô nó lên trên đầu cái thùng á. Không, phải thọt cho nó ra sao luôn á, thấy như là chung chung kìa. Dạ dạ bác. Nó giảm cái ồn này. Dạ 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 bác. Đây, chúng ta đang đi trên đường gần cuối đường Võ Nguyên Giáp. Hôm nay là chiều thứ sáu nha các bạn. Thì hiện tại mình đi ra để đầu tuần thứ hai là đăng ký xe tại Bình Định. Đấy, cho nên kỳ này là mình cũng đi cùng với lại mấy anh em là đi phượt luôn. Đấy, ra Bình Định là kiếm chim kiếm cá là bắt đầu nhậu. Nhưng mà nó chạy tầm 80 mà tới vô lăng nó không rung là nó cũng ổn rồi. Dạ mẹ anh. Đấm nhanh nóc này, đụng người lắm. Đây, hiện tại thì trời mưa rất to nha các bạn. Mình xin giới thiệu lại với các bạn là mình đang chạy trên chiếc xe rắc động cơ cầu số hoàn toàn của Isuzu Nhật Bản. Xe này thì năm 2019 cái thùng của nó là chiều dài lọt lòng nó lên đến 44m4 nha các bạn, chiều rộng là 1m8 và chiều cao nó đến 1m9 nha các bạn. Thì đây là một dòng xe được bán với số lượng rất là lớn trong năm 2019. Đây, thứ nhất là khả năng tiết kiệm nhiên liệu cũng như cái độ tăng tốc cũng như là độ chở quá tải. Đấy, xe này là chạy rất êm ái nha các bạn. Rồi, xin chào tạm biệt các bạn, hẹn gặp lại các bạn trong hành trình tiếp theo. Xin chào tất cả các bạn, chào các bạn đã quay trở lại với hành trình đi đăng ký xe từ thành phố Hồ Chí Minh đến Bình Định của mình. Hiện tại thì mình đang đi đến thành phố Phan Rang Tháp Chàm của tỉnh Ninh Thuận nha các bạn. Đấy, hiện tại thì Bác Tài này đang đi với tốc độ là gần 70 km/h, xe chạy với tốc độ rất nhanh, động cơ hoạt động rất mạnh. Đấy, phỏng vấn Bác Tài tùng này tí. Bác Tài ơi, bác thấy chạy với tốc độ về đêm như thế này thì mình chạy lên chiếc xe này mình quan sát đồ tốt không bác nhỉ? Tốt rồi. Đúng rồi, anh thấy anh chạy với tốc độ này anh thấy động cơ luôn nó có êm ái không anh nhỉ? Em không bác? Đấy, đoạn đường này rất vắng vẻ, đường phương tiện qua lại thì hiện tại lúc này cũng thưa dần, càng về đêm thì lượng người đi cũng rất là thưa thớt. Đấy, hiện tại chúng ta đang đi với tốc độ là cũng 70, hơn 70 km/h. Đấy, và đây là chiếc xe rắc 2 tấn 4 nha các bạn. Xin giới
giới thiệu cho các bạn là dòng xe này là dòng xe năm 2019 tiêu chuẩn khí thải Euro 4, động cơ cầu số còn là hoàn toàn của Isuzu Nhật Bản nha các bạn. Chiều dài thùng lật lòng là 4,4. Đấy, xe này thì đang đi với tốc độ rất nhanh. Đấy. Đấy. Bên cạnh là có bác tài xế đang chạy trong đêm, và hiện tại bây giờ là 12:10 rồi các bạn ạ. Đấy. Còn bên phải tôi đây là có vị yêu. Vì ôi dễ này. Vì lên giống như đại gia. Đây là một vị đại gia. Đấy. Vị này cũng là vị chủ xe. Tham gia cười cũng rất tươi. Đấy. Đấy. Xe lúc này đang chạy rất nhanh các bạn ơi. Chúng ta đang đi ở làn phía bên phải, làn nhìn cho xe tải và xe khách. Đấy. Đường phố Phan Rang Tháp Chàm hiện tại thì còn những cái ánh điện mập mờ thôi, phần lớn là đã tắt điện đi ngủ hết rồi. Đấy. À, các bạn tốc độ của hiện tại là 70 km/h, xe chạy rất êm nha các bạn. Đây, xin chào, chúng ta đang tiến vào đường hầm đường tải nha các bạn. Bây giờ chiếc xe đang chạy với tốc độ 70 km/h. Đây, trong đường hầm kéo cả nối liền hai tỉnh Phú Yên và ok rồi. Ok đúng không anh? Dạ. Đây, đây là một lần tiếp tục
Sơn. Đấy, bác Tài đang đi với tốc độ bao nhiêu đây? 30 đi với tốc độ 30 km/h. Đấy thì hiện tại thì đang đi vào trong huyện Tây Sơn của tỉnh Bình Định nha các bạn. Thì cũng gần đến nơi rồi. Đấy. Đây, gương mặt của bác Tài, bác hộ pháp. Ui, cầu vòng rất là đẹp. Xe tính là thời gian chạy của chiếc xe cũng nhanh đấy chứ anh nhạc. Xin chào tất cả các bạn đã quay lại với hành trình của mình đi từ thành phố Hồ Chí Minh về Bình Định để đăng ký xe. Thì hiện tại mình đã đăng ký biển số ở Quy Nhơn xong rồi nha các bạn. Bây giờ mình đang tiếp tục hành trình quay trở lại thành phố Hồ Chí Minh. Trên cái hành trình hiện tại thì mình đã đi đến đèo Cù Mông. Cù Mông các bác. Cù Mông của tỉnh Bình Định. Đấy, đèo Cù Mông là đường đèo rất khúc khuỷu, quanh co, đồi núi gập ghềnh. Nhưng bác Tài chạy với tốc độ cũng rất nhanh. Anh bác Tài này thì nói chung anh cũng nhẹ thôi. Đấy. Đấy, đường rất đẹp nha các bạn. Đấy, xe thì hoạt động cũng rất tốt. Hiện tại tốc độ bây giờ là 60 km/h. Chúng ta đang cố vượt qua chiếc xe công tên đó. Rất nhanh, tốc độ rất tuyệt vời. Ê, các bạn thấy không, đường đèo rất là đẹp nha các bạn, xe chạy rất là ổn định và động cơ hoạt động rất là êm ái, cũng rất mạnh. Hiện tại trên xe thì chở có 3 người thôi. Đấy. Xin chào tất cả các bạn, thì hiện tại trên đường mình đi từ Bình Định đi về đến Hồ Chí Minh thì xe của mình đi đăng ký xong thì gặp một chuyến hàng nha các bạn. Gặp chuyến hàng này là chở dưa. Mình sẽ vận chuyển cái hàng dưa này từ Nha Trang đi đi về đến Phan Thiết nha các bạn. Đây. Để mình kiếm thêm được hơn 1 triệu tiền phí vận chuyển nha các bạn. Đấy, xe của mình này. Đấy, và quan cảnh mọi người đang bốc dưa lên, bỏ dưa qua để kiếm thêm ít tiền giàu các bạn ạ. À. Đấy. Đây mình đang ở là đang ở Vạn Ninh của tỉnh Khánh Hòa nha các bạn. Quay bên này thấy rồi, mình chắc cũng gần xong rồi các bạn ơi, chuẩn bị mình sẽ lên đường. Thì lần này được cái là có chuyến hàng cho nên là đi vào có thêm được biết loại dưa có cái nào lấy nào ngon ngon lấy cho em cái bình anh dạ dẫn rồi cho anh em